Baby bus. Chúng ta có thể mua gì cho Bonnie hôm nay nhỉ? Bonnie sẽ thích lắm đấy. Bạn còn cần mua gì nữa không? Bonnie sẽ thích lắm đấy. Bạn đã mua sắm xong chưa? Mua gì chúng nữa ta không? Sẽ trở về chuồng chứ. Bạn có thể giúp mình trang trí chuồng được không? Hèo đã đến lúc thay trang phục. Bạn có nhận thấy tất cả trang phục đều vừa vặn với mình không này? Tuyệt vời, đến lúc chúng ta dùng bữa rồi. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của bạn. Hãy đến cứng đựng mình đi nào. Xin đừng chạm vào đuôi của mình. Xin đừng chạm vào đuôi của mình. Cuộc thi sang chứng phục sinh sắp bắt đầu. Chờ đã, mình không có đủ phép thuật. Cứ bình tĩnh. Đúng rồi, mình có thể khôi phục sức mạnh phép thuật nếu có thể tìm thấy những viên đá ma thuật. Hả? Bạn có muốn đi với mình không? Bạn thật thông minh và dũng cảm. Cái ao thật lớn. Mình có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật ở phía bên kia cái ao. Xin hãy giúp mình nhảy lên một chiếc lá sen an toàn. Ha ha ha!
Đã tìm thấy viên đá dũng cảm. Mình đã thấy sự dũng cảm của bạn rồi. Đây là mê cung dưới nước. Viên đá ma thuật kia ở trong mê cung. Đây là viên đá trí tuệ. Cảm ơn bạn thật khéo léo. Bạn đã tìm thấy tất cả các viên đá ma thuật. Hãy bắt đầu thu thập sức mạnh ma thuật. Sức mạnh ma thuật của mình đã được phục hồi rồi. Huy chương vàng là của chúng ta. Cuộc thi săn chứng phục sinh sắp bắt đầu. Pony Aurora, bạn có thể sử dụng tối đa sức mạnh phép thuật của mình rồi. Đi nào! Chứng phục sinh, chứng phục sinh, chúng ta cùng nhau tìm nhé! Phép thuật cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Tiếp theo, chúng ta cần tìm thêm nhiều chứng phục sinh nữa. Mình sẽ sử dụng sức mạnh phép thuật để tìm ra tất cả. Go! Phép thuật cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Cực quang chiếu qua. Bom nửa máy sẽ đập vỡ những quả trứng phục sinh. Hãy tránh xa nó ra. Cuộc cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Cực quang chiếu qua. Phép thuật cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Phép thuật cực quang làm tan chảy khối băng. Phép thuật cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Phép thuật cực quang làm tan chảy khối băng. Phép thuật cực quang làm rung chuyển những cây lớn. Cực quang chiếu qua. Phép thuật cực quang làm tan chảy khối băng. Đã tìm thấy rất nhiều chứng phục sinh, làm rất tốt. Chúc mừng bạn đã giành được huy chương vàng, Pony Aurora.